một khu vườn bách thảo có tuổi đời trăm năm ngay giữa thủ đô Praha, nơi bảo tồn nhiều loài gen thực vật quý hiếm trên thế giới, một bức tranh thiên nhiên sống động, một điểm hẹn lý tưởng cho những cuộc dã ngoại. Đó chính là Dendrologiska Zahrada. Chúng tôi có đa dạng chủng loại với hoa đỗ quyên, thậm chí lớn nhất Trung Âu với hơn 700 loại. Chúng tôi đã đến thăm khu vườn suốt 10 năm qua. Mục đích chúng tôi đến đây không chỉ tham quan mà còn tìm kiếm thêm những sáng tạo cho khu vườn nhà mình. Hãy cùng Tâm Đàm Media khám phá những điều lý thú tại khu vườn này trong chương trình Khám phá cùng Tâm Đàm Media với series Mùa này đi đâu. Chương trình sẽ được phát sóng lúc 10 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2024. Kính mời quý vị cùng đón xem. Trên mỗi chặng đường, trong từng trải nghiệm, cuộc sống kỳ diệu, muôn vàn màu sắc, nào cùng đi khám phá cùng Tam Đa Media.